Tiếp tục mình giới thiệu đến các bạn cái dê số 4. Một trong những cái dê mà đáng sưu tầm với cái hình thái thân và hoa thân và lá rất là đẹp. Đặc trưng của cái vùng rừng Đắc Côi Kon Tum này các bạn. Đây mình có đánh số 4. Mình có đánh dấu số 4 ở trên cái lá đây. Đó, và giờ mình cho các bạn xem nha. Đó. Lá này người ta giữ nguyên vẹn từng cái chồi và từng cái lá. Trên thân này có rất là nhiều cái sắc tố tím. Thân nó là một cái dạng thân mọng nước nha các bạn. Lá rất là dày. Nè, cái tay của mình như thế này, các bạn xem mình đặt lên cái tay của mình nha. Đó, số 4 chụp cái hình cái. Rồi. Đó, các bạn xem không, giữ nguyên từng lá luôn nè. Không không một lá nào bị vấn đề gì cả. Kỳ tích đó. Đó, các bạn xem nè. Đây là cái bộ dê của nó, thấy không? Bộ dê bóc từ từ trên cây á. Đó, và đây là các cái thân già từ nhỏ. Nè. Nè. Các cái thân da của nó. Đó. Thân da tròn đầu hết hoa nè, đã có hoa rồi đấy, cuống hoa nè. Đó. Các cái năm trước đã có hoa rồi nha. Rồi mình chụp cái mắt sau cho các bạn. Một dê rất là đẹp. Rồi, ok, treo lên thử.